Xin chào anh chị và các bạn nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì theo yêu cầu của anh chị và các bạn thì mình sẽ theo chân các chú lá dừa này nè, quay cái cảnh đống dừa ở quê mình và chia sẻ cái giá dừa tại vườn quê mình đến anh chị và các bạn cùng xem, cùng tham khảo cho vui nha. Thì không biết lúc này ở chỗ anh chị và các bạn thì giá như thế nào ha. Thì ở quê mình thì giá nó cũng hơi nhỉnh lên một ít đi ha, chỉ là một ít thôi cả nhà, tại vì giá lúc này nó cũng vào mùa nắng vậy đó, thì nó cũng lên từ từ ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái cảnh đống dừa vài tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ cái giá đến anh chị và các bạn cùng tham khảo nha. Đây là hôm nay thì gia đình của bác Sáu đi đống dừa, cái vườn dừa này thì mình thấy có một ít dừa sim nè, rồi thêm dừa ta nữa nha cả nhà. Đây mình đi dài dài qua bển để quay chi tiết cả nhà cùng xem ha. Cái vườn dừa này là trồng chung với lê nè và vú sữa nữa ha. Dừa này thì mình thấy có dừa màu đỏ đó nha, dừa đỏ này chính là dừa sim đỏ, rồi có một ít dừa mã lai nữa đó cả nhà. Dừa sim thì dừa sim xanh, dừa sim đỏ, dừa mã lai, cần bán xô luôn với dừa ta nữa ha. Hôm nay thì gia đình của bác Sáu đốn vườn dừa này cũng ở gần chỗ mình, vườn dừa có ba mình ha, thì mình chia sẻ cả nhà cùng xem cho vui ha. Cái này là dừa sim đỏ hay dừa mã lai ha anh Quốc? Dạ, dừa sim đỏ. Dừa sim mà đỏ ha, chứ không phải dừa mã lai hả? Không. Trái nó cũng lai, cái trồng quay à. Vậy hả? Trái nó cũng tốt quá chừng là trái lớn ha. Dừa nó có mưa xuống nữa cả nhà, rồi mới rải phân nó trái tốt đó. Bữa nay thì gia đình bác Sáu đốn khoảng 600 mà giao cho lái nha cả nhà, nên mình chia sẻ sơ qua cả nhà cùng xem, cùng tham khảo nha. Tí xíu nữa thì đốn xong rồi mới đi xuống vỏ tàu ở điếm ha. Cái này là chắc khoảng 1 tháng nha, chứ chưa tới 1 tháng mười mấy bữa đâu ha. Dừa này nó cũng vừa tới hơn nửa trái cái, chứ không phải là nó cứng cái vỏ như cái vườn dừa hồi hôm trước mình chia sẻ cả nhà nha. Cái dừa hôm trước là cái vườn đó là 1 tháng 10 bữa rồi đó cả nhà. Thì tùy cái chỗ người ta ăn dừa như thế nào mà lái người ta đốn theo cái ý của cái chỗ người ta đặt dừa ha. Có người thì đốn 1 tháng 10 bữa, có người thì đốn 1 tháng đốn 1 lần ha. Nó xuống mương nó mò ốc dữ. Ờ cái cây dừa này sao mà trái nó ngộ vậy? Lép không biết đợt sau ra nó tròn không ha, cái đợt đầu tiên này nó lép hết trơn rồi. Bà Hải hả? Cái này không biết lý do sao, không biết lý do là hồi lúc trồng mà đó cái mình lựa cái giống là ngay cái trái dừa lép. Hay lý do làm sao không biết ha. Chứ cái dừa nó cũng sai ha. Cái dừa nó cũng ú cũng tròn mà. Không cái trái ú rồi nè. Có cái trái này ú nè. Cái này chắc kẻ tôi nghi với kẻ phân lại chắc cái nó bự luôn rồi. Hay là thiếu phân? Thiếu phân gì vậy? Ờ ở trên nó tròn rồi cái này bự rồi. Ở trên nó mới nó còn nhỏ mà nó no hơn rồi. Bỏ sao bỏ rồi con này rồi. Ở trên tròn này đó. Ờ anh đưa anh đốn cho nó hết cái đợt đó đi ha, đợt trên cho nó tròn lại ha. Trên tròn rồi đó. Chứ cây dừa nó cũng ú. Cái sai sợ không? Ồ dừa có ba này trái tơ nhiều quá trời luôn ha. Bên đó nhóc hết trơn rồi. Dừa còn lùng lùng không à. Cái này mà chừng năm nữa nó tốt lên là đốn, mặc sức mà đốn luôn. Nè, cây dừa này trái tốt quá chừng luôn nè. Dừa tái trái nó tròn vo luôn á. Quá trời tốt luôn. Mưa xuống trái tốt. Quay cạnh cảnh chi tiết luôn đến cả nhà cùng xem cho vui ha. Đây là vườn dừa ở miền Tây nha cả nhà. Vườn dừa này là ở cái xách Sóc Trăng ha. Thì có dừa tơ nhiều, còn dừa đang đốn thì nó chưa có được điều không. Dừa tơ đây mình thấy nhiều lắm. Cái vườn dừa này nè là tại vì nhiều cây lắm đó cả nhà, nên trồng nó nhiều đợt. Mình thấy là trồng nó cũng đều giáp vườn hết ha, nhưng mà nó nhiều đợt. Trồng sen với lê nè, rồi vú sữa nữa. Đó đợt trước á thì
trồng trước nó cao rồi, đốn trước thì mấy cây đã thấy sai nhiều lắm. Cận số nhỏ lên thì nó chưa có sai hung, tại vì dừa thì khoảng 5-7 năm trở lên trái nó mới nhiều. Còn cỡ mới có trái chín á là nó còn thưa trái lắm. Giá sáng này thì đốn có khỏe, còn đa đốn mà dừa mà tới khoảng 1-2 giờ thì giá đó nó mệt đuối lắm. Như hôm trước mình quay cái vườn dừa đó cho cả nhà xem đó, là đốn khoảng tới 2 giờ rồi thì ai cũng đuối hết trơn rồi ha. Thì ở quê làm việc là gì đó. Cây này cũng còn thấp nè, dễ leo. Cái vườn dừa này chưa có cây cao nhiều đâu anh Quốc. Có một số dừa tơ đốn còn mau hơn nữa, mà dừa tơ thì trái nó còn ít, còn thưa. Họ lên tới đầu trên luôn, đốn dừa của anh thích luôn đi. Nãy giờ đón cũng gần 400-500 rồi hả? Cỡ 600 là ngưng rồi, cả nhà bữa nay là gia đình bác Sáu này đốn 600 là giao đủ cho lái rồi. Bữa sau mới đốn tiếp nữa ha. Có nhiều anh chị và các bạn xin số của lái để giao, để hỏi có giao không á. Thì mình có hỏi giùm rồi, thì lái ở đây á thì giao cho mối quen không nha cả nhà. Giao cho dựa quen á, gần á, không có giao xa được nên không có cho số anh chị và các bạn được nha. Mọi người cũng thông cảm giùm nha. Giá này quay bên đó thì nó hơi chá nắng gì nè ha, tại vì nắng mặt trời còn thấp á, khoảng 9 giờ nên nó hơi chá tí xíu. Đây là giống dừa sim xanh, còn có một ít dừa ta và một ít dừa sim đỏ nha cả nhà. Thì hiện tại giá dừa ở quê mình đó, nếu nhà vườn tự đốn giao tại bến luôn á là 60.000 một chục 12 trái nha. Vì lúc này thì trời nắng rồi nên giá cũng nhóm lên chút ít rồi đó cả nhà. Không biết chỗ anh chị và các bạn thì giá dừa lúc này như thế nào ha. Thì mình cũng vừa chia sẻ cái cảnh đốn dừa và cái giá dừa ở tại quê mình đến anh chị và các bạn cùng xem, cùng tham khảo ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi clip này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip tiếp theo nữa nha.